đoạn kênh dân sinh giáp ranh giữa hai thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa và ấp Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang hiện đang bị các hộ dân ở hai thôn này đổ đất lấn chiếm. Điều đáng nói là chúng tôi đã phản ánh tình trạng này nhiều lần, nhưng dường như chính quyền hai địa phương trên vẫn phớt lờ, buông lỏng quản lý. Hình ảnh các bạn đang xem được chúng tôi ghi lại cách đây vài ngày. Ước tính có hàng nghìn mét vuông mặt nước của đoạn kênh giáp ranh giữa thôn Bá Khê, xã Liên Nghĩa và ấp Bá Khê, xã Tân Tiến đã bị người dân đổ đất lấn chiếm và đang biến thành vườn. Theo người dân nơi đây cho biết, trước đây kênh có độ rộng trên 10 mét và là nơi chứa và tiêu thoát nước cho hai khu dân cư này. Nhưng hiện đã bị lấn chiếm nhiều đoạn, chỉ còn khoảng vài mét, khiến cho tình trạng ngập úng cục bộ diễn ra thường xuyên mỗi khi có mưa. Đáng nói là trong khi các địa phương khác đang nỗ lực giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông thủy lợi, thì ở đây việc vi phạm vẫn diễn ra nhưng không địa phương nào lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều tháng nay trên mặt đường tỉnh 204 đoạn qua thôn Vân Trì, xã Dân Tiến, hướng đi từ ngã tư Bô Thời đến cầu Khá, xã Phùng Hưng, huyện Khoai Châu, xuất hiện rất nhiều ổ trâu, ổ voi gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua đây. Người dân hai bên đường luôn sống trong cảnh trời mưa thì đường lầy lội bùn đất, trời nắng thì bụi bẩn. Nhất là vào những hôm trời mưa, mặt đường là những hố sâu gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Do lưu lượng, phương tiện qua lại đông nên càng làm cho mặt đường xuống cấp thêm trầm trọng hơn. Các hố sâu trên mặt đường xuất hiện ngày càng nhiều và lún sâu hơn. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh kiến nghị nhưng chưa được các ngành chức năng liên quan sửa chữa khắc phục. Cũng theo phản ánh của các hộ dân hai bên đường, chính do đường xuống cấp và nhiều vũng sâu trên mặt đường là nguyên nhân làm cho một số người khi tham gia giao thông qua đây bị tự ngã gây chấn thương. Qua đây, đề nghị các ngành chức năng liên quan sớm khắc phục để nhân dân đi lại thuận tiện, tránh những tai nạn đáng tiếc do đường xuống cấp gây ra.